vong linh mới mất nên đưa lên chùa vào tuần đầu hay là tuần 49 ngày mới đưa vong lên chùa? Con xin thầy bố thí cho chúng con biết với ạ. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy ạ. Chúng con cần thầy trả lời câu hỏi này lắm ạ. Xin thưa các quý vị, chiều vào trong kinh Phật đã dạy, chúng ta thấy rằng nếu mà đưa các vong lên chùa để làm lễ, nếu mà làm Phật tử có người mất mà chúng ta có tâm nguyện đưa vong lên chùa để quy âm, để nhờ các thầy tụng kinh niệm Phật hồi hướng, nhờ các Phật tử, các đạo tràng trợ duyên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, như trong kinh Địa Tạng nói á, xin thưa các vị, càng sớm càng tốt. Sau khi mất ngay tuần thất thứ nhất mà đưa lên đó là tốt rồi, là tốt nhất rồi. Vì mấy ngày đầu khi người mới mất thì còn chuẩn bị tang ra bối rối, mọi cái chúng ta chưa lên được. Nhưng lúc đó nếu mà gia đình chúng ta với nhà chùa với các thầy mà thân thiết, tức là Phật tử thuần thành, là những người thân thiết đối với chùa, ngay sau khi có người mất chúng ta có thể gọi điện nhắn tin nhờ các thầy, hoặc là ở gần chùa làng chúng ta, lúc đó chúng ta tang ra bối rối bận không đi được, có thể nhờ một người nào trong họ hay là một người nào đó thân thiết làm cái lễ đơn giản thôi, thanh bông hoa quả, một đĩa hoặc một mâm nhỏ nhỏ thì đấy thôi, một đĩa nhỏ nhỏ cũng được. Ra nhờ nhà chùa làm tên tuổi của vong linh mới mất, họ tên, pháp danh, tuổi thọ, địa chỉ. Vong linh mới mất nhờ nhà chùa lên chùa sáng tối tụng kinh để trợ duyên hồi hướng cho người thân của mình, làm được như thế là tốt nhất. Đấy, làm được như thế ngay từ khi người thân mới thì mới nằm xuống, tức là vừa mới mất đó. Chúng ta nếu tăng ra bối rối, đương nhiên và gia đình chúng ta con cháu mà đi, con cái mà đi thì hơi khó. Đi được thì càng tốt, mà không thì tốt nhất là cứ nhờ các Phật tử, nhờ bạn bè, nhờ người thân đại diện ra chùa làm cái lễ. Nó không cứ là phải nhiều tiền hay là phải lễ to đâu các vị. Gọi là có một cái lễ thành tâm, cân hoa quả hay là đĩa hoa quả hay mâm hoa quả tùy theo cái điều kiện của chúng ta. Thì chúng ta ra chùa chúng ta nhờ các thầy hồi hướng cho suốt từ đấy. Trong khi chúng ta tang ra bối rối thì nhà chùa sẽ hồi hướng cho là tốt nhất. Và cứ thất thất chay tuần. Nếu chúng ta mà cả nhà cả chi mà đều mộ Phật đó, cái người lúc còn sống họ cũng có tâm nguyện muốn theo Phật đó, thì cứ vào thất thất chay tuần chúng ta nhờ nhà chùa hoặc ra nhà chùa, hoặc là nhờ các Phật tử cùng ra chùa để tụng cho biến kinh phóng sinh và tụng biến kinh cầu siêu cho họ. Đó. Hoặc là nếu mà không ra chùa, ở xa chùa không có chùa thì chúng ta làm ở nhà cũng được, mời các Phật tử đạo tràng đến để tụng kinh cầu siêu cho họ và phóng sinh một chút nữa. Và cái ngày hôm đó làm các việc thiện như trong kinh Địa Tạng nói để hồi hướng cho họ vào cái lúc đó là gì? Tốt nhất. Đó. Chứ không cứ là phải đến tuần 49 đâu. Tuần 35 hay tuần 49, ngày xưa nói cái tuần đấy là những tuần nó định nghiệp. Tuần 49 là tuần cuối cùng của kỳ định nghiệp. Nhưng chúng ta biết mà, người mới mất mà như trong kinh Địa Tạng nói, mà không may mà trong cuộc sống họ thiện ác chưa phân mà vào trong biển nghiệp đó, thì họ mong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, xin lỗi các vị là từng phút, từng giây, mong người thân làm việc phúc để cứu gì? Để hồi hướng cứu độ cho. Cho nên chính vì vậy chúng ta gì? Càng làm sớm được thì càng tốt, chứ không cứ là phải đến tuần 35 hay 49 được. Thất thất chay tuần chúng ta làm được. Còn đến tuần 49 chúng ta làm trước đi ở nếu Phật tử thuần thành, chúng ta làm trước ở chùa nhờ các sư, các Phật tử đồng tu hồi hướng trước đi, rồi thì tuần 49 chúng ta làm gì? Làm tại nhà được. Làm tại nhà lại mời họ hàng, con cháu, nội ngoại, bạn bè, thân bằng quyến thuộc gần gũi đến, gọi là thắp hương và mình cũng để tri ân cảm ơn họ trong cái lúc tăng gia bối rối. Mình có thể tiếp đón thông gia hoặc là bạn bè chưa họ hàng láng giềng, rồi ban lãnh đạo thôn hay là khu phố vân vân gì đó,
họ mình trong lúc đó mình chưa tiếp đón được cẩn thận, tăng ra bối rối, nhiều những lỗi lầm lúc đó mình mời họ đến, gọi là có lời cảm ơn và mời họ ăn bữa cơm thân mật với gia đình, vân vân. Nhưng ở bữa cơm đó thì tốt nhất là chúng ta cũng không nên sát sinh, mà ra chợ nếu bắt buộc phải dùng chay được là tốt nhất rồi. Nếu mà không dùng chay được thì tốt nhất chúng ta đi ra chợ mua cái đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục đó. Mắt không thấy con vật đó trước khi chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện dặn họ giết trước cho mình, ra chợ mua đồ làm sẵn, sẵn rồi. Ví dụ ra thấy cá chết hay là thấy thịt họ bán sẵn như thế rồi, thì chúng ta mua về chúng ta làm cơm, làm nước để chúng ta tri ân, cảm ơn họ hàng, bạn bè, thôn xóm trong cái tuần lễ đó thì cũng được. Đó gọi là gì? Cũng có thể khả dĩ mà chấp nhận được, tránh đừng có sát sinh, để mình tri ân gia đình mình tri ân đối với người thân. Đấy, đại khái thế. Hoặc là hôm đó mình làm lễ ở chùa, nếu mà muốn tránh cái vấn đề mình vừa cảm ơn họ hàng với các thứ mình, bây giờ Việt Nam mình gần như là miền Bắc mình, gần như làng nào cũng có chùa, xã nào cũng có chùa, đặc biệt ở khu vực Hà Nội chúng ta, như Phật tử này hỏi đó, làm mâm cơm, làm chục mâm, hai ba chục mâm cơm chay, mời ra chùa vừa làm lễ là vừa gì, vừa dùng cơm chay luôn, thế ngày đó là gì, đỡ tạo nghiệp. Mà ra chùa thì dùng chay là gì? Hợp lý quá rồi, cho nên chả ai, họ kể cả những người không thích ăn chay thì ra chùa họ phải ăn chay, họ cũng gì, cũng không trách gia đình chúng ta được. Cho nên đây cũng là cái phương tiện, và cái tuần đó mình mời họ hàng thân thiết gọi là đến chùa làm cái lễ cúng cho bố con, hay là trông cho con, cho bà con, hay cho người thân, vân vân, ABC chẳng hạn. Chúng ta mời họ đến, trước là lễ Phật, sau là trở niệm, là trong khóa lễ đó mình có lời cảm ơn họ hàng bạn bè luôn, thế là xong, ok, đúng không?